Giá cà phê hôm nay 15 tháng 7, chuyên gia nhận định lực cản cà phê tuần này. Giá cà phê hôm nay 15 tháng 7 trong khoảng 127.900 đến 128.600 đồng trên kg. Tuần qua không chỉ vàng, cà phê, cao cao. Mà nhiều sàn hàng hóa đều tăng hiệu ứng từ thông tin Fed có thể giảm lãi suất ngay tháng 9 năm 2024. Một lẫn nữa các yếu tố vĩ mô lại lấn lướt tình hình cung, cầu. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 127.900 đồng trên kg. Tại huyện Chư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 128.500 đồng trên kg. Tại huyện E Hẻ Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 128.400 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 128.600 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 128.500 đồng trên kg ở Đắk Lấp. Tại tỉnh gia lai, giá cà phê hôm nay ở mức 128.500 đồng trên kg, trừ prong ở pleiku và la grai cùng giá 128.400 đồng trên kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon tum được thu mua với mức 128.400 đồng trên kg. Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta tại london giao tháng 9 năm 2024 tăng 41 đô la mỹ trên tấn ở mức 4.617 đô la Mỹ trên tấn, giao tháng 11 năm 2024 tăng 44 đô la Mỹ trên tấn ở mức 4.441 đô la Mỹ trên tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2024 tăng 3,9 cent trên bao ở mức 248,75 cent trên bao, giao tháng 12 năm 2024 tăng 4,15 cent trên bao ở mức 246,8 cent trên bao. Tổng kết tuần trước. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9 tăng 416 đô la Mỹ trên tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 9 tăng 19,8 cent LB. Giá cà phê nội địa tăng trung bình 5.000 đồng trên kg. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, tuần qua không chỉ vàng, cà phê, cao cao. Mà nhiều sàn hàng hóa đều tăng hiệu ứng từ thông tin Fed có thể giảm lãi suất ngay tháng 9 năm 2024. Một lẫn nữa các yếu tố vĩ mô lại lấn lướt tình hình cung, cầu của cà phê. Robusta bước vào chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong 18 tháng qua khi nhận được tin xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục giảm. Vị chuyên gia nhận định, về tình hình vĩ mô vẫn ủng hộ đà tăng của cà phê tuần này, nhưng lực cản lại đến từ sức bán từ các nước sản xuất cà phê chủ yếu trên thế giới. Theo nhận định của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương, hoạt động giao dịch hiện nay trầm lắng và sẽ tiếp tục trì trệ trong vài tháng tới. Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ cà phê tiếp theo vào khoảng tháng 11 năm 2024. Xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Bên cạnh đó cũng có những lo ngại về triển vọng cho vụ thu hoạch tiếp theo của nhà sản xuất Robusta hàng đầu thế giới do thời tiết khô hạn trong năm nay. Nhận định thị trường tuần này, chuyên gia cho rằng sẽ có đợt điều chỉnh. Từ đầu tháng giá Robusta tăng thêm 600 đô la Mỹ trên tấn. Tuy nhiên giá cà phê trong nước sẽ dao động lên xuống không đáng kể.